thuyết này chỉ mang tính chất vui vẻ giải trí, không cổ suý hay cổ vũ cho những hành động xấu nào đi ngược với thuần phong mỹ tục Việt Nam. À dạ, xin chào quý khách ạ, à. Em là nhân viên giả. Trời đất ơi, có là nhân viên chống nhà hàng này đúng không? Trời, con nhìn đây, cái phòng của tôi nó có chợ khác gì gọi là cái gì ta, cái hang động của quỷ không ạ? Trời nhìn nè, tơ nhiệt dân tùm lum. Dạ tôi nghe. Rồi chăm nha, nhớ là cho ăn đầy đủ nè, tắm bằng xà phòng mà cho nghe nhạc nè, xong rồi dắt vòng vòng đi lòng vòng trong phòng đó, tập thể dục cho nó nha đó. Dạ bé là vừa vừa rồi đó. Dạ vâng. Nhiều đâu nhớ nha. Ôi trời ơi, sao mà mình chưa nhận bé mà bé đã nhảy tưng tưng này, tôi cảm thấy thế giới của tôi sắp sụp đổ đến nơi rồi trời. Và một subscribe và đừng quên cái chuông để luôn nhận được thông báo nhá. Và đừng quên ủng hộ cho hết team bọn mình nữa. Và các bạn ơi, cũng như các bạn thấy đúng không, Ca Mùi đố các bạn biết đây là ai nè. Đó, à nhầm, không phải đây là ai, nhầm. Đây là chỗ nào mới đúng. Bạn nào là fan chân chính của Hero Team, đặc biệt là Ca Mùi, thì Ca Mùi chắc chắn nha, bạn ấy sẽ biết đây là nơi đâu. Đây chính là Gaming House nha các bạn. Còn Gaming House này thì làm gì đây, và tại sao Ca Mùi lại mặc đồ này? Thì nói thật với các bạn là đây là đồ của phục vụ của Gaming House nha các bạn. Của phục vụ của Gaming House nha các bạn. Và hôm nay Ca Mùi sẽ làm thử thách 24 giờ làm phục vụ trong Gaming House nha các bạn. Trời ơi, nếu mà làm việc trong Gaming House thì sẽ gặp được những vị khách như thế nào này, hoặc là có những tình huống gì sẽ xảy ra và chợ đang chờ đón Ca Mùi đây, tôi cũng không biết nữa. Nhưng hy vọng là không có gì quá khó khăn các bạn ạ. Rồi ok, và bây giờ thì chúng ta cùng là bắt đầu thôi. Còn đây là Kara này các bạn, đây chính là bạn Lê Tân á. Rồi bây giờ thì tôi nhập số liệu xem là ở trong cái Gaming House này thì có những nhà của ai nha các bạn. Đó chính là nhà đầu tiên là của Mr. Vịt nè, Phong Cận nè, rồi có chương điện thoại. Chờ, từ để nghe máy nào. Nghe máy, alo, quý khách có ai ở bên đấy không ạ? Alo. Wow, sao không thấy ai nghe máy hay trời. Nhưng mà không thấy ai nói. Trời, alo, quý khách có nghe tôi nói gì không ạ? Khoan, từ để tôi kiểm tra xem là cái số gọi này là ở tầng mấy nha. Tầng này là tầng 9 à. Tầng 9, à trời ơi. Tôi quên mất các bạn à. Ở trong Gaming House á, có một cái căn phòng, có một chủ nhân không biết nói, nên là nếu mà gọi điện thì cũng không thể nào mà nói được các mọi người. Rồi. Nhưng mà tôi cũng chưa biết là chủ nhân bên đấy là khiếu nại cái gì, nên là việc của tôi hiện tại bây giờ là tôi sẽ đi lên tầng 9 để xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nha các bạn. Rồi ok, và bây giờ thì tôi sẽ lên tầng 9. Và đây, chủ nhân của tầng 9 đây, đó chính là Mimi TV các bạn à. Rồi ok, và bây giờ thì tôi sẽ vào thang máy. Rồi thang máy này bây giờ lên tầng 9. Rồi ok, mày khoa của cái thang máy, chứ còn nếu mà đi bộ hết 9 tầng thì chắc là tôi chết có mọi người. Rồi, ok, đây là từ lên tầng 9, lên tầng 9, đây là tầng mấy rồi? À đây, đến tầng 9 rồi mọi người. Rồi ok, vào thôi. Chào chị, chào quý khách, không biết quý khách có vấn đề gì không ạ? Dạ sao đây? Trời. Ủa sao cả ở cái phòng của chị lại có nước vậy? Chị không biết đó hả? Nhà mình đi vắng một tuần thì trộm vô dọn sạch đồ rồi hả? Chị ơi, em hôm nay em mới vào làm. Ôi cái gì vậy? Trời, trộm nó còn đục nhà này. Trời. Ôi thôi chết rồi. Chị ơi, cái này thì vấn đề là do, chắc là do an ninh bên tụi em á. Thì thật sự là hôm nay là tụi em cũng mới lần đầu, em lần đầu làm việc ở đây chị ơi. Vâng, để em thử gọi điện. Nhà thì bị dột nước ra. Nhà dột nước thì em chữa được cho chị. Đây, để em lên chữa cho chị nha. Vâng, đây, chị yên tâm. Cái này thì em làm được. Em là, mặc dù em là con gái nhưng em sửa được nhà nha chị. Đó, nhưng mà còn trộm đồ thì em không có đồ á chị. Mất hết đồ ăn. Cái này nếu mà vấn đề này á, em xin phép là gọi điện cho chủ sở hữu của Gaming House, sau đó thì có gì sẽ trả lời lại cho chị, xong rồi chúng ta sẽ điều tra, xong rồi có vấn đề gì á thì điều tra, xong rồi có gì bọn em sẽ xin phép được đền bù chị nha. Chứ thật sự là cái này thì em cũng không biết luôn á, tại sao nhà chị còn mấy cái bảng tranh vẽ kia, còn lại thì mất hết sạch kìa trời, bàn ghế các thứ. Dạ chị nha, chị thông cảm cho em nha, tại vì lần đầu em cũng làm phục vụ. Chị gật đầu ạ. Cảm ơn chị nhiều. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Ôm chị. Dạ vâng, chị thông cảm cho em nha. Có gì thì em sẽ gọi điện báo cho ông chủ và sau đó thì sẽ trả lời lại cho chị ha. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Đây, em gọi điện cho ông chủ xem nào. Tít. Alo ông chủ à? Vừa rồi là ở phòng tầng khách số tầng số 9 á, không hiểu sao có một vụ trộm á, thì có gì ông chủ đèn cho người ta luôn à? Trời đất ơi, ông chủ xịn dữ vậy. Vâng. Dạ chị ơi, em thấy có thể kiếm đồ ăn không? Đồ ăn á hả?
thế chị xuống tầng dưới của em mới có đồ, chứ còn ở đây thì em không có đồ chả. Vâng, chị xuống tầng 1 nhé, chị xuống tầng 1. Chị thông cảm nhé, chị thông cảm nhé. Trời đất ơi, wow, chị ăn rồi mày qua. Trời ơi, chắc là chị cũng đói lắm đấy mọi người ạ. Trời ơi, rồi rồi, ui, chị ăn sạch bách luôn. Wow, ăn, chị còn muốn ăn thêm không? Em vẫn có đấy, chị ăn thêm không? Ui, vẫn ăn thêm luôn. Vâng, đây, có. Đó đó, còn ly kem nha chị. Giờ vâng, chị gan đi ạ. Vâng, bây giờ thì em đi tiếp tục làm. Chị ăn tiếp không? Vẫn ăn tiếp. Trời đất ơi. Đây, em còn cái đĩa trứng cuối cùng. Thật sự là hiện tại là bọn em cũng không còn á. Có gì để có em có, ngày mai em đi mua thêm gọi nguyên liệu nha chị. Dạ vâng, đây là cái lễ cuối cùng rồi, em cảm ơn chị. Dạ vâng, chị ok. Ủa, thôi bây giờ thì tôi đi tìm đi trông sách đếm trả. Chị ơi, có gì chị cứ lên đấy, lên trên nhà nhá. Rồi có gì thì chị cứ gọi điện cho em theo cái số hotline nha chị. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Vâng, trời đất ơi. Rồi ok, sắp xếp thứ tự này, công việc này. Ui, lại có tiếng chuông điện thoại re. Rồi, để xem nào. Alo hả? Alo, cho tôi hỏi, có phải là người phục vụ trong gọi là Liên Minh Âu Hero Team không hả? Dạ phải, thưa quý khách ạ, quý khách mà. À, tôi làm nhà sư Mi ở tầng tầng mấy ta quên đợi chiếu. À, tầng 5. Tầng 5 nè. Mèo sư Mi ở tầng 5 ạ? Cô không biết là quý khách có vấn đề gì không ạ? Trời ơi, tôi đang rất là bực mình, bực bội nè. Tôi không hiểu sao phòng tôi nó lại gọi là bẩn cực kỳ luôn. Cô có thể lên đây xem xét giúp tôi được không hả? Ủa, bẩn hả? Ủa, không biết là bẩn ở trong nhà hay là ngoài nhà quý khách? Trời ơi, ở trong nhà tôi, giờ nhà tôi thành cái bãi rác rồi nè. Tôi mong gọi là cô lên đây giải quyết giùm. Trời ơi, tôi tức gần chết. Dạ vâng, em lên. Có rồi, trời ơi, cúp máy cái đã. Rồi ok, trời đất ơi, cái gì vậy? Ủa, chết tòi rồi các bạn ơi. Quý khách lúc nãy em Mimi á thì không tức giận, nhưng mà bây giờ đến quý khách Simi thì nghe có vẻ là rất là đang rất là tức giận luôn á. Trời, nhưng mà thôi được rồi, không sao. Rồi, hy vọng là không bị ăn trời ăn mắng. Đừng làm ơn. Em còn nhỏ, em chưa làm gì hết cả. Nam, rồi đây. Ôi, đến phòng của quý khách mèo Simi rồi này. Rồi, từ vào xem nào. Dạ, xin chào quý khách ạ. Em là nhân viên giả. Trời đất ơi, cô là nhân viên chống nhà hàng đúng không? Để cô nhìn đây, cái phòng của tôi nó có chợ khác gì gọi là cái gì ta, cái hang động của quỷ không ạ? Trời, nhìn nè, tơ nhện dâm tầm lâm, đồ ăn thì cái vứt cái còn, có gì đây, chậu cây đã bị vứt bỏ, còn cả đất bùn nữa là sao hả? Trời đất ơi. Ủa, em nhớ là cái gì ta, gaming house của bọn em là có mỗi ngày đều có người dọn dẹp, mà tại sao lại như thế này được á? Thì kỳ đấy. Đúng vậy, sáng hôm nay tôi đang định dắt bé mưa đi gọi là dạo, thì tôi đi về, trời ơi, cái nhà tôi chả khác gì một cái bãi chiến trường luôn, là sao hả? Cô bảo là gọi là Game House là có người dọn, sao phòng tôi lại trở nhanh như thế này hả? Vâng, thế thì để bây giờ em dọn luôn cho quý khách ha. Tại vì em cũng đây là ngày đầu tiên em làm việc á, thì em cũng không biết là trước đây như thế nào, để tạo luôn em xuống, em nhắc nhở người giúp việc cả người ta dọn dẹp ạ. Bây giờ quý khách cứ đi làm việc đi, xong rồi bây tạo luôn quý khách về, quý khách được nguyên cái nhà đẹp đẽ luôn. Rồi, cô bảo sẽ dọn phòng tôi sẽ sạch sẽ đúng không? Dạ vâng, quý khách cứ đi ạ. Rồi, thôi mưa thông cảm nha, chị định cho bé ăn nhưng mà giờ phòng bẩn quá. Bây giờ cô lo dọn phòng cho tôi nha, không mà tôi giận á. Trời ơi. Dạ vâng. Quý khách cứ dọn đây để em đi dọn cho quý khách. Trời đất ơi. Trời, mà khoan đấy nhá. Rõ ràng á, theo gọi là Camui được biết nha, lúc mà Camui nhận khách sạn này á, là người ta có một cái gọi là gì ta, gọi là có dịch vụ, đó chính là dọn dẹp hàng ngày. Mà không hiểu sao phòng gì mà bẩn dữ vậy. Tính ra tức là mèo Simi ở... À không, cái này Camui nghĩ chắc chắn là có nguyên nhân, chứ không bao giờ mèo Simi mà ở bẩn như thế này đâu các bạn. Tôi không nói Simi ở bẩn đâu nha mọi người. Không phải là tôi nói nha. Rồi còn mạng nhện này nữa này, mà cái này như kiểu là lâu ngày không ở thì chắc là có lẽ là hôm nay là mèo Simi mới quay lại Gaming House và sau đó thì mới mở lại phòng, và bây giờ mới phát hiện ra là trời ơi, cái phòng nó bé, nó bẩn. Nhưng mà không sao, bây giờ tôi chỉ việc dọn một xíu thôi, còn chỗ này này rồi. 2 hours later. Hình như có vẻ cô đã dọn dẹp phòng tôi xong rồi đúng không? Dạ vâng, tôi chờ quý khách từ sáng sớm đến giờ đó. Quý khách thấy được hiện nay đẹp sạch sẽ rồi ạ. Ôi, sạch không có một miếng bụi luôn, mấy ơi nhìn nè. Ôi, không ngờ gọi là dịch vụ cô làm rất là tốt, tôi rất là vui luôn. Dù sao hồi sáng nay tôi khá là nóng nảy, tôi xin lỗi cô, và đây là tiền bo của cô nè. Đấy. Ôi, cô có cả hàng tiền bo luôn à, trời ơi. Trời ơi, 35 lần
thì phát huy nha. Dạ vâng, cảm ơn quý khách. Còn thì quý khách cứ gọi em nha. Rồi mỗi lần mà quý khách cứ trao thưởng em một xíu, thế là em vui rồi. Ok. Dạ vâng, cảm ơn quý khách. Trời ơi các bạn ơi, hạnh phúc là ở đây chứ đâu các mọi người. Trời ơi, ta nói làm phục vụ vừa được cảm ơn, lần trước thì được cảm ơn, lần này thì được thưởng tiền. Trời ơi, vui ở đâu cho hết bây giờ các bạn. Rồi bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục xuống đây làm việc thôi. Tại vì á, làm phục vụ á thì luôn luôn phải trực ở phía dưới này. Nếu mà khách nào gọi này, khách nào gọi đặt bàn ấy các thứ á, đặt phòng á thì chúng ta sẽ phải luôn luôn ở dưới này nha mọi người. Rồi, ok. Thôi trời, xem lại. Cám ơi. Hello cô. Hôm nay tôi sẽ cho cô một nhiệm vụ khá là mệt nha. Hôm nay tôi hơi bị bận. Đó, nói chung là hôm nay tôi khá là bận nên tôi phải ra ngoài trong vòng 2 tiếng. Nên là phiền cô chăm bé Cam giúp tôi 2 tiếng nha. Chăm bé Cam này hả? Dạ được. Quý khách cứ để gửi bé ở đây, nhưng mà sao bé quậy dữ vậy? Chưa gì đó nhảy thùng tăng tăng người vậy? Bé ngoan lắm, nghe lời lắm. Trời nhìn này thôi. Nhìn bé gọi là gì ta, hơi chạy hơi nhiều thôi chứ ngoan lắm. Trời hiền lắm. Dạ ngoan rồi. Đúng Cam. Dạ, cô nghe. Rồi. Chăm nha, nhớ là cho ăn đầy đủ nè, tắm bằng xà phòng, mà cho nghe nhạc nè, xong rồi dắt vòng đi lòng vòng trong phòng đó, tập thể dục cho nó nha đó. Dạ bé là vừa rồi. Đó. Dạ vâng vâng vâng. Nhiều đâu. Nhớ nha. Ôi trời ơi, sao mà mình chưa nhận bé mà bé đã nhảy tưng tưng này, tôi cảm thấy thế giới của tôi sắp sụp đổ đến nơi rồi. Trời, bé mèo như này ăn đoạn còn biết vẫy chào chủ à không? Thế thì chắc là bé ngoan đó mọi người. Cái gì? Ủa sao lại đập trời cái tài liệu của tôi? Trời đất ơi. Sao ở đâu sao bé lại đập cái kia của chị vậy? Bé mèo này cũng đáng yêu, nhưng mà nhìn thì cũng đáng yêu đấy, nhưng mà sao quậy dữ vậy? Khoan, bây giờ là bé phải đi theo chị ha. Bây giờ chị sẽ đưa bé lên phòng thôi, cho bé ăn ha. Được không? Ồ, đấy, thế là ngoan rồi. Bé mèo là của Sammy, Sammy là quý khách ở tầng số 7. Rồi, ok, đây, vào đây bé ơi, bé. Rồi, ok, chúng ta lên tầng 7 nhá. Rồi, gì đây? Ui, chơi gì đây? Biết sao không? Hình như đây là về nhà là tương tự này thôi. Được rồi, không sao. Rồi, ok, để ở đấy để chị chuẩn. À đây có sẵn đồ ăn này, bé mèo bé ăn gì ạ? Bé bỏ có muốn ăn gọi là bánh, ở đây là bánh cupcake này, đây là bánh donut này, bé thích ăn không? Hả? Không thích ăn á? Ủa thế bé thích ăn cái gì? Ăn gì mà vào nhà vệ, đây là phòng toilet mà. À phòng bếp. Ở đây. Sao bé muốn? À bé muốn ăn thịt đúng không? Rồi thôi được rồi, để đấy chị nướng thịt cho nha. Từ để xem ở trong bếp của Sammy. Rồi đây, chị lấy cho bé được, đây là than rồi nè. Rồi ok, còn trên này là thịt nè. Đó, một miếng, hai miếng. Rồi, sau đó thì chúng ta bật lửa lên nè. Đó, đang cháy xèo xèo luôn đấy, có lửa rồi. Bé cứ chờ một xíu nha. Rồi, ok. Ôi trời các bạn ơi, tôi ngửi mùi thôi đã, tôi đã thấy thơm rồi, trời. Nhưng mà thịt này, một bé mèo còn được ăn thịt bò. Tôi thì làm gì được ăn thịt bò đâu, tôi chỉ có cà rốt ăn thôi. Làm phục vụ mà làm gì có tiền. Được thịt rồi này. Đó, đây này, bé. Có bé này, bé ăn đi. Trời ơi, nhìn thịt bé ăn thịt ngon quá. Rồi, ăn no chưa? Trời ơi, ăn no xong là nhảy quậy tưng bừng luôn hả? Ủa cái gì vậy? Ê, tại sao lại tủ ăn xong rồi đi ở ngay phòng khách là sao trời? Bé ơi đi là phải vặn. Mèo ơi, đi là phải vào nhà vệ sinh, không được đi ở đây. Đi ở đây là bẩn hết rồi trời. Tôi bây giờ tôi lại phải đi dọn nè. Trời đất ơi. Khổ không? Tính ra bé mèo là cũng quậy dữ rồi trời. Ok, tôi nhặt rồi. Ok, hết rồi. Hết rồi. Ok, chắc là bé buồn ngủ rồi đúng không? Chắc là quậy từ nãy giờ chắc cũng buồn ngủ rồi. Khoan, hình như tôi còn một việc nữa tôi phải làm, đó chính là tắm cho bé mèo. Trời, tôi vừa thấy thôi ở đây nữa. Ok, bé đi tắm thôi. Rồi xong. Nhìn vậy là biết là mèo không thích đi tắm rồi á các bạn. Trời rồi, xong luôn. Nhưng mà bé à, dù gì thì chị vẫn phải bắt bé đi thôi. Đi thôi, đi tắm, hay.
Rồi ok, đã bắt rồi đấy. Trời, ok, vào phòng 8 rồi. Ok, chui vào đây đi, chui vào trong này, chui vào trong này. Từ từ phải đóng cửa, không nhớ nữa đâu bé chạy. Thôi ok. Vào trong này. Trời ơi. Tôi khổ lắm các bạn biết sao không? Phải mèo của tôi là tôi tóm đầu á, là tôi gọi là túm tắt từ gọi là tắt tới tắt vừa đấy các bạn. Nhưng mà đây là mèo của khách nên là chúng ta không thể nào mà làm như vậy được. Chúng ta phải nói từ từ, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên mọi người ạ. Thôi vào đi nè, chị thương nè. À, tẹo tẹo nữa chị cho ăn thêm thịt bò được không? Tẹo nữa cho ăn thêm thịt bò được không? Rồi ok, ngoan quá trời luôn rồi. Ok, và bây giờ chúng ta tắm nha. 5 minutes later. Rồi, bé ở trong yên trong đấy nha. Rồi, bật nước này. Đó. Thôi, tắm thôi. Tắm cho mèo cũng vất phết các bạn ạ. À. Chúng ta phải để ý kỹ nhớ đâu nước vào mắt này hoặc là nhớ đâu gì đó cũng mệt phết đấy mọi người. Rồi, ok, tắm thôi. Rồi. Rồi, bé đã sạch sẽ rồi nè. Rồi, bây giờ thì bé được thả rồi nè. Rồi, đi ra ngoài đi. Rồi ok, bây giờ thì chắc là bé cũng mệt rồi á. Chắc bây giờ bé đi ngủ rồi, xong nhìn vậy là biết mệt rồi nè. Không sao, may quá. Tính ra may mà bé buồn ngủ, chứ còn bé ý mà không buồn ngủ á là tôi phải canh từ sáng đến tối, chắc là tôi ngất quá à. Đi tha phi ba. Rồi bây giờ tôi phải còn phải trông cho bé mèo này nữa, không nhớ đâu bé ý bị làm sao á thì tôi là toang nha. Mình đã nhận trông là mình phải trông từ đầu đến cuối luôn, chứ không được đi chơi đâu nha mọi người. Rồi. Các bạn, má. Dạ, nhưng mà cô xuất hiện bất chợt quá. Dạ, thưa cô, là tôi là từ nãy giờ tôi đã cho bé ăn này, tôi đã cho bé tắm này, tôi cũng chơi với bé rồi á. Bây giờ hiện tại thì bé đang ngủ rồi á cô. Ồ, đó cô, để quay. Thơm nha. Em có dùng lồn nước không vậy? Sao nghe như nhất là xả vải vậy? Tắm lồn không? Không, có lồn đâu. Đây là nước tắm cho mẹ mà. Cô ngửi nhầm, cô ngửi lại đi. Chắc lợn á. Trời đất ơi, tốt dữ ha. Trời ơi, bé mèo này làm cho khó ngủ lắm mà bây giờ cô chăm ngủ được là ghê lắm rồi á. Wow. Biết tại sao bé dễ ngủ không? Tại vì quậy quá mà, quậy quá rồi thì mệt thì ngủ dễ rồi á. Trời. Ha. Nói mới hay. À đây. Nó ra ra là cô cũng là chăm sóc tốt nên tôi bỏ ít tiền. Trời ơi, có đây, đừng nói biết nha, đó tiền bò nghe. Nhiều dữ vậy? Ui. 10 kim cương, à đâu 10 trừ 7 là 7 kim cương. Ui còn sớm hơn cả Simi nữa đó. Và sau này có việc gì thì cô cứ nhờ tôi nha. Mặc dù vất vả nhưng mà tôi gọi là nói chung là có tiền mơ thì tôi sẵn sàng làm tiếp. Ok, cảm ơn nghe. Dạ vâng, cảm ơn cô nha. Dạ, trời ơi, sớm hơn cả Simi luôn đó trời. Đúng là đại gia thì phải đấy là mới là phong thái của đại gia các bạn ạ. Wow, các bạn ơi, tôi làm từ sáng đến tối rồi á, mà bây giờ là tối muộn rồi nè, mọi người thấy không? Trời tối, bây giờ tôi mới được về nhà nha mọi người. Và vậy là thử thách của cá mùi này là kết thúc rồi nha. Mặc dù là vất vả thì khá là vất vả đó, nhưng mà tôi được tận 10 kim cương trong một ngày lận. Ôi, như thế á, tính ra ngày lương của tôi á, bình thường á, chỉ được có 2 kim cương thôi. Nhưng mà mỗi lần khách bo được tận, lên tận được 10 kim cương này, tính ra lời dã man khủng khiếp. Mặc dù vất vả nhưng thôi thì cũng đáng giá các bạn ạ. Ok, và các bạn ơi, và video của Camu đến đây là kết thúc rồi nè. Nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn đừng quên cho mình một like, một share, một subscribe và đừng quên chuông để luôn nhận được thông báo nha. Và đừng quên hỗ trợ hết thông tin của mình nữa. Và video của Camu đến đây là kết thúc rồi.